Ngày trước con vô tình đọc được rằng Bồ Tát ở nhiều kiếp trong quá khứ, không ngần ngại bố thí cúng dường vợ và con mình. Con không hiểu bố thí vợ mình cho người khác nghĩa là gì, xin sư giải thích thêm. Hay đây có phải là chánh kinh không? Ở đây nằm ở trong chánh tạng á. Nói để quý vị yên tâm. Chúng ta nên hiểu ý nghĩa của bố thí đó. Ở cái bậc cao đó là sự xả bỏ. Thì khi chúng ta hiểu theo cái nghĩa của từ xả bỏ đó thì chúng ta dễ hiểu và dễ giải thích hơn. Ví dụ Bồ Tát đã xả bỏ vợ và con của mình thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Còn nếu như chúng ta dùng cái từ bố thí, nhiều người họ sẽ nghĩ là con người đâu phải tài sản đâu, đâu phải là món đồ trong túi mình muốn cho ai mình cho. Nhưng nếu như chúng ta dùng cái từ mà xả bỏ đó thì chúng ta dễ hiểu hơn, tức là Bồ Tát buông bỏ quyền sở hữu của mình, buông bỏ sự dính mắc của mình, buông bỏ sự ràng buộc của mình đối với vợ và con. Thì cái sự ràng buộc giữa vợ chồng là một trong những sự ràng buộc ghê gớm nhất. Nó lôi kéo chúng sanh, nó siết chặt chúng sanh trong dòng sanh tử luân hồi. Thành ra nó muốn thành đạo đó thì phải cắt đứt được sự ràng buộc đó, phải buông bỏ được sự ràng buộc đó. Tới đây quý vị dễ hiểu hơn chưa? Thêm một vấn đề nữa. Để được làm vợ của Bồ Tát và để được làm con của Bồ Tát, đó không phải là chuyện đơn giản. Các vị đó đều phải có vung bồi ba la mật, đều phải tu hết. Và để được trở thành vợ và con của Bồ Tát, họ phải có một cái nguyện. Đó là nguyện trở thành vợ hoặc nguyện trở thành con của Bồ Tát để hỗ trợ Bồ Tát trên con đường hoàn thiện ba la mật của mình. Tức là khi họ phát nguyện như vậy là họ sẵn sàng để Bồ Tát buông bỏ mối quan hệ để mình có thể đi qua chỗ khác. Khi mà Bồ Tát có thể buông bỏ, Bồ Tát ai cần Bồ Tát cho, tức là Bồ Tát buông bỏ, xả bỏ, thì họ sẵn sàng, họ vì Bồ Tát mà họ hoàn thành ba la mật cho Bồ Tát, tức là họ là những người hỗ trợ. Cụ thể ở đây là bà Gia Du Đà La. Cái nguyện của bà lớn lắm chứ không phải đơn giản. Ở trong Trưởng Lão Ni Kệ, bà Gia Du Đà La nói cái câu rất là cảm động. Bồ Tát á, là vì thành chánh đẳng chánh giác mà hành ba la mật. Còn bà đó là bà vì Bồ Tát mà bà hành ba la mật. Ghê gớm. Thêm một vấn đề nữa quý vị nên nhớ này, là khi mà cho đó, tức là ở đây khi mà bố thí vợ đó, thì không bao giờ Bồ Tát bố thí vợ mình để người khác làm vợ. Tức là bố thí vợ mình để làm vợ người khác là không có. Và tại sao sư nói như vậy? Tại vì trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có kể một vài trường hợp mà nếu như mình bố thí là mình đi địa ngục. Chứ đừng nghĩ bố thí là có phước. Có những trường hợp mình bố thí mình đi địa ngục. Ví dụ, bố thí người nữ đến với người nam để thỏa mãn dục vọng. Bố thí người nam đến người nữ để thỏa mãn dục vọng. Bố thí con thú cái đến con thú đực để thỏa mãn dục vọng. Bố thí con thú đực đến con thú cái để thỏa mãn dục vọng. Tức là gì? Nếu như Bồ Tát bố thí vợ của mình ấy cho người khác để làm vợ người khác là Bồ Tát đi địa ngục. Cho nên chúng ta sẽ không có trường hợp đó. Mà chúng ta có những trường hợp gì? Bố thí vợ Bồ Tát cho người khác để có thể là làm nô tỳ,
có thể là làm người hầu hoặc làm bất kỳ cái gì khác trừ làm vợ. Bởi vì nếu mình bố thí người khác để cho người khác làm vợ cho người khác là đi địa ngục. Tại vì cái mục đích nha, mục đích nó sẽ quyết định là cái chuyện mình bố thí nó có phước hay có tội, chứ không phải mang cái danh bố thí là toàn bộ đều là phước hết thì không phải đâu.